Này, sao lên app không thấy chân mày ở đâu nhỉ? Hello mọi người. Hello mọi người. Bảo Ngọc bị say xe, bị mệt đi. À đi, hello Việt Nam. Hello Việt Nam. Cảm ơn mọi người. Cảm ơn anh Hoàng. Nhưng mà đi BK được chị? Lấy BK đi. Không, đến khi BK này mọi người đi hết. Cảm ơn. Terima kasih Fifi. Terima kasih Fifi. Không đọc được comment. Trôi. Này BK thắng không? Thắng nhưng mà cái gì nào sẽ không không mọi người sẽ không bấm tay ấy. Mất filter không ta? Chắc là không. Bảo Ngọc hello mọi người đi. Hello. Hello. Vi đi xe riêng, Vi anh Đạt chở mọi người nhá. Mỗi người một xe. Chẳng biết nói gì nhỉ. Nói gì bây giờ? Làm nó được ngon đấy, mà đùa. Lỡ rồi, 3 viên rồi. Một người tặng quà một người. À, comment Adikute. Adikute. Cảm ơn mọi người. Chị Phương Jin. Cảm ơn chị Phương Jin. Alo Phương Jin. Cảm ơn đỡ. Quả môi trừ điểm. À, ai đi. Không phải, nó bị sung. Biết nói tiếng Anh không? Như thế nào? Em không học mua à? Bị ngon cái. Không à, chị đang bảo là cái môi của chị nó bị sưng. À. Ừ. Không, em nói ra đi hiểu ấy. Cái môi bị sưng. Đấy, cũng mình phải như thế chị hiểu không? Đau ruột. Hỏi thằng Mão có tiếng Anh. Bà thằng Mão nó có biết tiếng Anh không? Nó cũng không mọi người ạ. Nhưng mà mình làm như thế Adi lại biết. Biết. Thì sưng. Con quay bằng mấy con mẹ. Đúng rồi, xe của Ton à. Ton, ừ đấy, mà lúc nãy chị đòi đi xe đấy nhưng anh Khôi bảo chị đi xe của Adi. Quay dài nhỉ. Hello Việt Nam. Hello mọi người, bảo ngọc hello các cô chú đi. Mẹ. Ô. Vi đi chung xe mà anh Đạt chắc giờ về nhà rồi. Đây. Vi đang đi ở đằng trước. Bảo Ngọc đang bị mệt.
clean suitcase. Mọi người chụp hình, chụp hình. Tốt nhất là không nên cười, môi tèo quá. Happy family. Happy, happy. Ý mọi người, để Hương sẽ nói là Adia hãy nói lên cảm nhận khi về Việt Nam. Đấy, để cho thằng Mão nó diễn tả mọi người. Để thằng Mão nó diễn tả, bắt đầu nó nói tiếng Anh nhá. Adi. Diễn tả đi. Adi. Adi go to Việt Nam. Có cảm nghĩ gì ở trong đấy? What is có cảm nghĩ gì? Không hiểu. Tao là tao Tuấn Anh thì mình quay chứ không xe thủng răm rồi. Yêu cầu nếu mà mọi người yêu cầu thì xe thủng răm rồi. Nói thế bố ai hiểu? Đúng rồi. Năm anh em đang ngồi đây. Là bao nhiêu cây? Thế tự nhiên nói xe thủng răm rồi. Cảm ơn xa xa. Đây đi mọi người ơi. Mọi người. Đây mọi người ơi. Cảm ơn chị Dung. Tôi đi mọi người ơi. Đang ở trên cầu mọi người ạ. Đang chờ xe cứu hộ. Số nhạc đâu? Phải máy 12 trở lên. Đang chờ xe cứu hộ. Ở nhà Vi Nương. Kia chơi rồi mọi người ơi. Không kết nối được. Bạn đã bảo bạn đi bên kia chơi rồi. Thì luôn rồi mọi người, là một sang bên này bên đây mình chơi được. Cảm ơn Linh. Ôi, cảm ơn chị Dung nhá. Không chịu rồi. Em cảm ơn chị Bella. Cảm ơn chị Dung. Hôm nay em lên 100 cao đâu mà Bella. Linh rồi. Ôi trời ơi, mọi người bấm tay đi mọi người. Này hay ra mấy anh em mình bấm tay đi. Mấy anh em mình đẩy xe về đi. Ờ đi hay là. Ôi trời ơi, nó đông lách này. Eo, ngồi dơ lên này còn người đông lách. Mấy anh em mình đẩy xe về. Cảm ơn chị Ra Hân. Này thôi ông im đi, điều hòa 24 độ. Nóng vẫn toát hết mồ hôi lên này. Ai đẹp trai mỗi tôi thì trăm. Ôi còn nén hai. Mọi người ơi, mọi người nhớ cùng con tốc đơn nét giúp con mọi người. Thank you dân tệ. Cảm ơn em. Em giỏi quá anh. Tới chưa? Tới chưa? Nuni, chấp 5.000 điểm. Hỏng rồi mọi người. Hỏng rồi. Đông chỉ đâu. Rồi mẹ cái ông mọi người ơi. Tin đi sợ. Bên nào thua phải thua cho mình. Adi đẹp trai. Cốc trà sữa nha. Cảm ơn chị Dương. Adi, Adi chăn tích. Chấp 5.000 điểm. Đang ngồi cùng con đây con. Cảm ơn Lucido. Đang đi đây đủ 5 anh em ở đây rồi. 6 cao Quỳnh ơi, bấm tay Quỳnh ơi, bấm tay. Hello chị Thiên Bình. Ủa mọi người lên được 30 cao view đấy. Mọi người hãy chia sẻ được lên 3 cao view này. Đừng ai quay. Bấm tay mọi người ơi. Mọi người đông như trong như không. Bấm tay 3 lần mọi người ơi. Bọn anh đi vệ sinh giữa cầu Nhật. Cẩn thận, khoan đã mở cửa nhá, nhìn gương đây. Không, không, sát gương này. Anh đang bị bục xăm ở giữa cầu Nhật Tân này. Đây có cái chai nước này, nhét mẹ ấy vào cái đấy. Đây có chai nước. Đưa nà, chai nước thì nếu đủ đâu. Không, không vừa. Ơi cho em một hộp nước này. Không vừa mà nà. Bấm tay đi mọi người, mọi người bấm tay đi mọi người. Không, đâu to. Bấm tay mọi người ơi. Ăn nhiều nước đá thì sao? Đồ đi anh tràn tràn. Không muốn cái này về trên Mỹ à anh? Đâu, đang về bên Vinhome Ocean Park ạ. Cảm ơn chị ăn đi nào mọi người đi ăn nhà hàng rồi. Đi ăn nhà hàng rồi nhưng mình nhớ cắt. Bấm tay đi mọi người. Mình happy. Vừa đâu cái. Happy happy mọi người happy. Happy mọi người. Tiếp tục là 5.3. Biết từ lúc đi cái. Happy bấm tay mọi người ơi. Uống vài ngụm nước đi. Cảm ơn chị Thiên Bình.
thôi thua rồi, thua rồi, thua rồi, thua rồi. Ghê chưa? Cảm ơn đi ra. Thank you, Sermin. Nhân tắt đi mọi người ơi. Nhân đôi mọi người. Tụi nó đang đi đấy. Nghe, mở ra cái nóng này. Đóng cửa bạn ơi. Luyện kiểu bắt tiêu ơi. Đóng cửa vào đi nóng quá. Em không chỉ có 2 ca. Lan Hương. À quên 3 ca. Mọi người bấm 2 ca lên màn hình mọi người. 4 mức mọi người. Thank you, đến rồi mọi người ơi. Em nói thật này, em đái ra quần, tầm này em đái ra quần, còn hơn này em đừng kia đái. Nhân đôi mọi người. Phép máu cô đơn. Phép bi bi cân mọi người. Ok. Vâng, nó bị cái chốt sao bây giờ cẩu cả xe lên rồi này. Quay. À, đánh xe lên gì? No. Thế là bây giờ xuống đi bộ à? Cảm ơn du lịch con đảo đây mọi người. Ô mọi người bấm 3 3 5 3. Đấy, thủng lại đúng ngay cái chỗ. Đúng ngay cái chỗ này, có chỗ cảm có phá xe An, đây luôn cảm này. Cảm ơn chị Giang Ân, cảm ơn Sốp Thiên Bình. Cảm ơn chị Di Di. Đúng là ít chơi. Di Di, no give lên ngược, no give. Chị Di Di, Merimakasi chị Di Di. Cảm ơn chị Di Di, cảm ơn chị An Nhiên, cảm ơn chị Gia Hân, cảm ơn chị Thiên Bình. Bà Ngọc nói tiếng Anh đi. No. Gì gì chân. Tích. No, rốt nát. Yeah. Tuấn Anh nó đi đái đâu rồi? Nhưng mà da mặt của Adi rất là mịn mọi người nhá, không có mụn. Thật. Đúng không? Nên là bị rỗ. Adi. Nhìn nó sẽ rất là xấu đúng không? Ừ này. Kéo phanh tay đi nhá. Một to đùng ở bên đây một xíu thôi. Tắt máy đây, tắt máy đây. Anh ơi. Cảm ơn chị Anna An. Cảm ơn Honey. Honey Lay. Ôi giời ạ. Oh my god. Em lên trên này em ngồi nhá. Cảm ơn. Đi mô tô mà phóng như điên đi. Ôi giời mát đấy. Em có ở chung mắt rồi. Hello các bạn, hôm nay mình cảm ơn chị Dung. Hôm nay mình sẽ hóa thân thành anh. Quên lại rồi. Thằng Dung mà mình sẽ hóa thân thành anh sâu kẻ là anh xe cẩu đấy. Ôi, anh này có kẹo cao su này. Ta lại ôi không phải đây là thuốc nhịn đốc như này nhưng mà không gì cả. Nói gì đi mọi người để mình gì đang điểm mọi người ơi. Đây chúng chín nghe mọi người thấy cả nhà luôn à, thấy cả đám luôn rồi đây. Ok người ơi, 5.000 điểm mọi người. 5.000 ui sao một cái bấm tay mọi người ơi. Ui nó thật sự là mình 11k gần 12k view. 5.000 điểm
X2 tặng được 13 bông hoa hồng. Ai lắc? Bên kia lắc. Bên mình còn mượt chán. Ai đó TikTok bên kia có cục xúc. Cắm tiền mạng vào đi. Cục xúc gì mà lát thế. Ui xa idol ơi, 1 triệu 6 mô lô. Mày im mồm đi. Đáng yêu ấy, sợi. Cười cái gì mà cười. Mấy mụ kia. Cứ bạc xích đâu. Ừ. Sao toàn đi nô vào comment để thế này thì làm sao mình grab comment nhỉ? Oh, thank you Gigi. Ui thề luôn mọi người luôn, toàn là Indo vào comment thì làm sao mà em grab comment đây? No, no hiểu. Oh, thank you Gigi. No give Lê Thị Hương, Lê Thị Hương comment đây. Đây gặp được ID của mình người. ID rồi. Đây thì tao go to Indonesia. À, ok. Yeah. Yeah. Đấy. I love you. I love you Indonesia. Cờ gì không biết nhưng mà kệ đi. Nhưng mà vẫn ui cảm ơn chị Linh Chi nhá. Ui em đẹp trai ngày nào chả đẹp trai. Nói chung là đang bị ốm thì nói tiếng Anh là gì? À đang bị ốm mà nào. Ôm, mình bị ốm. Ôm. Bị ốm. À, bằng bằng ạ. Bị ốm. Covid, Covid. No. No Covid. No Covid. Bị ốm. Cười cái gì mà cười? No. I love you Indonesia. À six. Felizonat. Felizonat. Leo. Ai. You want chicken nữa không? Cho cái chuối đi. Cho cái chuối đi. You want cho cái chuối. Dạ mẹ. Adi adi. À no ID, no ID. Bảo là no ID. Ăng pao. No no no. Liều liều. Phải đi BK với lại Mao, ok. Ok. Mao go to home, BK phải đi nhảy chicken. That's a chicken. Let's go home. Này. Dạ. Win. Nà, 8. Phải đi win 1.